Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 4, Công an của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã triệu tập 28 đối tượng liên quan đến hành vi tụ tập phóng xe với tốc độ cao, lạng lách ở xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm vì vi phạm luật giao thông, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Khoảng 22 giờ 30 phút đêm ngày 9 tháng 4, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm cùng với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện có khoảng 10 xe mô tô do các đối tượng thanh niên điều khiển chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, gây huyên náo trên một số tuyến phố như là phố Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, sau đó lại tập trung về xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng đã bố trí lực lượng để phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt. Các tổ công tác đã khống chế được hai đối tượng chạy trong tốp xe trên tại khu vực phố Nhà Thờ. Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng này được xác định là Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1999, Nguyễn Đức Mạnh cũng cùng sinh năm 1999 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay trong đêm 9 và rạng sáng ngày 10 tháng 4, cơ quan công an đã triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tụ tập điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm, cũng như các tuyến phố lân cận vào đêm ngày 7, ngày 8 và đêm 9 tháng 4. Hiện cơ quan công an đang đấu tranh, khai thác mở rộng, cũng như xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.